Vì chủ tịch thành phố điều chuyển công tác thì ai cũng cười ông DNH Hải bị khóa Facebook 30 ngày thì ai cũng gào thét kêu không công bằng vậy là sao anh sao kệ bà nó tao quan tâm chuyện thiên hạ mày ơi chừng nào chuyện liên quan tới tao thì tao quan tâm nha còn cái chuyện thằng nào mà kêu không công bằng nữa thì cứ đưa chứng minh nhân với hộ khẩu ra rồi làm cái livestream phát biểu thôi đó là quyền tự do ngôn luận em anh tôn trọng quyền tự do ngôn luận của 90 triệu danh nha đó, nhưng mà ai muốn tự do ngôn luận phải biết bạn phải phải cho tôi biết rằng bạn là ai, bạn ở đâu, bạn như thế nào. Vậy thôi, không có gì trơn trội nha. Còn chuyện ai cười ai khóc kệ người ta. Không phải chuyện của tôi. vì gì à? xã hội chủ nghĩa là giảm khoảng cách giàu nghèo mà sao tao thấy mày lấy tiền ra nói chuyện và, và khinh thường người nghèo. Người nghèo ai khinh thường, tao khinh thường mấy mấy người nghèo mà phản động thôi. Hiểu không? Còn xã hội chủ nghĩa đó thì thì gọi là giảm giảm khoảng cách phân biệt dòng nhà nào đúng tao lấy cho mày hai ví dụ một là Trung Quốc hai là Việt Nam nó Triều Tiên đồ này nọ kia rõ ràng rồi nhưng mà tại vì Việt Nam Trung Quốc giàu hơn ấy, thì mình nói ông Phạm Nhật Dượng là người giàu nhất đúng không mà cái thằng nghèo nhất Việt Nam là mày tao ví dụ thôi nó thí dụ như mày bây giờ tài sản không đồng đúng không ông Phạm Nhật Dượng tài sản 10 tỷ thì chia trung bình ra là 5 tỷ ok rồi à, dụ bên bên Trung Quốc đi người giàu nhất giờ tao quên rồi cứ coi như giấc ma giấc mũng gì đi ví dụ thôi 40 triệu 40 tỷ đô rồi cái người nghèo nhất là không đồng vậy cộng lại chia đôi á, thì ra 20 tỷ đô còn ở bên Mỹ á, thì cái ông cái ông gì á, ông gì ông ly hôn đi hủng gì đó còn trăm mấy đó nhưng mà số đó nhiều quá mình lấy là trăm thôi còn người nghèo nhất bên Mỹ là không không đô vậy thì cộng người giàu với người nghèo chia đôi là năm chục từ cái bài toán đó suy ra Mỹ trên lệch giàu nghèo nhiều nhất Mỹ đại diện cho tư bản đúng không Trung Quốc với Việt Nam đại diện cho hạ xã hội chủ nghĩa ví dụ vậy thì tỷ lệ vẫn thấp hơn còn bây giờ mà lấy Bắc Âu chia như chia thì tỷ lệ cũng thấp hơn Mỹ cái đó là chân lý rồi không thể nào chối cãi nha đó là chân lý rồi mấy em khỏi cãi anh Duy mà lập luận là cái như chốt kèo nên cái câu mà về xã hội chủ nghĩa phân biệt giàu nghèo là câu đó là mạnh đề đúng cái gì sai hoàn toàn sai hoàn toàn thì phản đam đi con phản đam được cho mạng triệu không cổ vũ cổ vũ à, Duy ơi nếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà không có bất kỳ hỗ trợ mà không được hỗ trợ bất cứ cái gì thì có thống nhất không sao thống nổi nội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà không được sự hỗ trợ bất cứ cái gì hả cuộc chiến nhưng mà lật kèo dữ vậy cuộc chiến nhưng mà tàn nhẫn với ông nội Hoa Kỳ lên sao hỏa rồi Việt Nam nghèo không có tiền làm vũ trụ cứ thích chém gió à, thôi kể mẹ mẹ đâu cạnh tranh sao hỏa với Hoa Kỳ đâu để Trung Quốc nó cạnh tranh kìa mày mày coi cái hình chụp sao hỏa chưa má thằng Trung Quốc chụp đẹp hơn mới ghê chứ đã nói thiệt không phải là cà phê Mỹ chuyện Mỹ với sau nhưng Trung Quốc mang bay dành đi cái chuyện đó nước lớn không tao bay dành cái sao hỏa đi Việt Nam của tao không không có tham vọng đó nhưng mà có một cái đó. Mỹ thằng Trung Quốc nó, nó, nó chụp cái tấm hình đẹp hơn cái đó là sự thật còn à, Mỹ đúng rất thâm và sao hỏa nha các bạn Trung đã từng nói rằng người đặt chân đầu tiên lên sao hỏa phải là người Mỹ không biết có được hay không này là nói gì đây Việt à, miền Nam do quân giải phóng Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nam đứng lên lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng hòa miền Bắc chỉ đứng ra hỗ trợ nhân lực không hề vi phạm định Paris theo vì theo hiệp định Paris đây là vấn đề của Việt Nam đúng chính xác sao vi phạm được trong hiệp định Paris không có quy định là miền Bắc không được vô miền Nam và không được chi viện trợ cho miền Nam nên cái hiệp định là cái hiệp định bóp chết Việt Nam Cộng hòa nó cái hiệp định Paris là Dương Nguyễn phân tích rất là nhiều lần rồi trong cái hiệp định Paris nó phân tích là hai miền Nam không được nhận viện trợ bất kỳ nước nào đỡ hồ đây là phải đói chưa con rồi xong rồi tiếp tục là không được quân đội nước ngoài không được thằng nào ở lại miền Nam hết đó. nhưng mà hiệp định đó không liên quan tới miền Bắc hiểu không nên miền Bắc ai thích thì viện trợ rồi cái hiệp định đó cũng không có quy định rằng miền Bắc không được viện trợ cho 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 quân giải phóng nên đâm ra cứ viện trợ thoải mái nên hiệp định đó là ông 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 ông, cụ thiệu là ông biết hiệp định là chết rồi đó nên ông chửi quá trời hiệp định đó hiệp định đó hiệp định cao cờ mà À, đó là vậy đó là tiểu xảo của miền bắc hả mày dùng cái từ đó thì cãi mày miễn ông cụ kissinger chịu là được rồi nha yeah. đó có <laughs> bạn có không, hiểu không mày nói thì sao cãi mày miễn ông cụ kissinger chịu là được rồi em hỏi ngu một tí sao có tên là paris ạ à? thành phố em cái hiệp định đó phải ký ở paris qua đó mới thấy được bản chất của ngụy là ở đó anh nói thì anh vẫn không đồng ý cái này lắm cái đó đó mới thấy được cái sự cùi bắp của ngụy còn bản chất của Ngụy là phải nói về năm 1955 với năm 1954. Nó giai đoạn đó mới là bản chất của Ngụy. Còn cái này là do là trình độ của Ngụy. <laughs> trình độ không được ký, à, nguyên nhân dẫn đến việc quân bắt Việt giải phóng miền Nam là do Mỹ vi định hiệp ước ném bom Hà Nội năm 72. Là đang nói dẫn quân nào hồi nào, dẫn quân năm 74, năm 74 hả? Thời chiến tranh lạnh Mỹ với Liên Xô cùng tư tưởng sao đi găng nhau vậy chú? Chú lại cháu Độ thời đó là thời chiến tranh chiến tranh ý thức hệ giữa giữa giữa, giữa tư bản với chủ nghĩa xã hội ổ liên xô đại diện chủ nghĩa xã hội mỹ trùm cuối tư bản ở đó mà ở, ở đó mà mà cùng tư tưởng có khi nào sau này trung quốc nó mạnh nó dựa vào bằng chứng lịch sử mình là thuộc địa để xâm chiếm mình không làm gì được nữa bây giờ có liên hiệp quốc người ta đã công nhận quốc gia hết rồi làm gì có mấy chuyện thuộc địa đó tào lao nếu mà vậy thằng anh nó cũng đi giành thuộc địa hết nó chiếm hết ta hả nếu Mỹ không đánh Nhật thì có thể Nhật đang sở hữu Việt Nam phải không anh vậy thì phải lật lại bàn cờ thế giới Ủa nếu mà Mỹ không đánh Nhật đó, thì chiến tranh thế giới thứ hai đi về đâu cái đó nó mới quan trọng Sài Gòn mà theo chế độ dân chủ thì giờ như Hàn Quốc rồi chứ không nhếch nhác kém phát triển như bây giờ nói chung thằng này nói một câu mẹ rất ngu mà rất cũ luôn thì Sài Gòn đó theo chế độ dân chủ từ năm 54 tới năm 75 rồi đó rồi mày thành Hàn Quốc chưa đó đúng không nếu mà bây giờ mày không thành Hàn Quốc thì mày đu càng vào bên Cali, bây giờ mày có đô Sài Gòn cho mày gỡ đó thì đô Sài Gòn của mày thành Hàn Quốc chưa đúng không, Lido Sài Gòn, bây giờ có Samsung không, có Hyundai không có gì nữa ta, có có te không có gì nữa ta, có Daewoo không vậy thôi đó, mình nói chuyện rất là đàng hoàng thì bạn đưa ra cái vấn đề của bạn và tôi giải quyết vấn đề, tôi nghĩ là nó quá ôn hòa và nó quá đẹp rồi đó, trong quá khứ bạn đã có cơ hội bạn không giữ được cơ hội đó trên mảnh đất hình chữ S thì bây giờ bạn vẫn còn một cơ hội ở một cái chỗ khác chỉ cần bạn bây giờ có Samsung có Dawu có này nọ kia thôi là ok bạn nói câu đó tôi nghe luôn tôi phụt luôn tôi cam bái hạ phòng luôn vậy thôi tao nghe đồn hình như là mày chế thơ giờ tao dài lắm phải không hãng khỉ quỷ má nghèo thấy mẹ không lo đi làm lo làm thơ giờ tao chi trời thu nhập bình quân của bang California thôi thu nhập bình quân của bang California thì cái dân tộc thiểu số như mày tuổi gì sổ cái đó tao nói thiệt đúng không đó mình không phải là kỳ thị dân tộc thiểu số cho các bạn nhưng mà bên California đó thì cái chuyện nó để cho Gavin Newsom không lo đúng không để cho silicon người ta gánh mẹ mình dân tộc thiểu số ăn welfare chết mẹ luôn mà mà lấy cái California ra làm gì đúng không đó mình nói lại gì ừ chuyện của mình thì mình nói thôi đó trước 75 á, là mình là Sài Gòn bự sau 75 mình là Sài Gòn nhỏ so với Hàn Quốc so vậy chứ tự nhiên cái bàn tay Phật nha là phải của mày đúng không cái nhà mua mua trái góp chưa xong kìa cái nhà mua trái góp chưa xong kìa mày bàn Phật nha gì bậy bạ không mà nói chuyện không có đúng bản chất chị chính xác nói vậy anh không được đâu à, xã hội tư bản với xã hội chủ nghĩa với tư bản cái nào ưu việt hơn ạ à? rồi ok đơn giản thôi thì bây giờ á thì à, cuối năm khai thuế đúng không mày đóng chừng ba phần trăm thu nhập của mày thì mày cảm thấy như thế nào so với cái hiện tại vậy thôi rồi xong rồi bị dịch covid đúng không ông ấy khỏi khỏi lóc đau lóc điếc gì hết trơn nó trội đó phát triển kinh tế ầm ầm ông bệnh nhiễm thì xôi hên xui vậy thôi thì em coi cái nào ưu việt thì em phải có cái sự suy nghĩ trong đầu em thôi có những cái mình không cần phải nói ra làm đau lòng người ta cái gì à, boss có đồng ý với ý kiến rằng đôi khi lịch sự là một sự giả dối được chấp nhận không bót rồi mày nói trù tượng quá dân nó ít quá sao coi như là một quốc gia nó chỉ là một dân tộc ở Mỹ hồi ấy Sài Gòn về Hàn Quốc thời điểm đó mới phe trời đất có Kata người ta có 2 triệu kìa đúng không Kata người ta có 2 triệu kìa mẹ Brunei chưa tới chưa tới 1 triệu kìa Brunei người ta cũng giàu vậy mày đúng không mà bây giờ mày triệu mấy rồi mà chơi làm lại Brunei nữa mà láo đúng chưa Duy Nguyễn nói cái gì nó cơ sở hết á tao chưa chọt bây giờ ông lẽ chọt Hồng Kông Hồng Kông giờ nó đi bú rồi tao bỏ đi chọn Qatar thôi là mày đủ mày đủ mày đủ rén rồi đúng không các bạn Qatar là quốc gia đó dân 2 triệu các bạn phải biết trên thế giới này có quốc gia tên là quốc gia Qatar đúng không giàu lắm 2 triệu mạnh nữa chứ không vừa giàu mà vừa mạnh nữa à, còn Brunei thích nhỏ có nhỏ luôn giờ muốn chơi nhỏ xíu không Vatican muốn chơi nhỏ đâu không lúc muốn chơi đâu không Monaco à, rồi như đó muốn mày muốn mày muốn cà khịa nước nào thì cà khịa thoải mái ta chỉ cho màn đóng nước dân ít luôn Singapore không phe Singapore tới 5 triệu là hơn bự quá không phe mà chơi chứ bạn ba gì nó không phục chứ nó phục tôi tụi này nó bố láo rồi thôi chứ mà tôi, tôi dạy nó, nó, nghe hết à cao không phải là quốc gia Macau của Trung Quốc thấy không nó UEA có Dubai giàu hơn Dubai không giàu bằng Qatar cả, Qatar nó giàu hơn Dubai nha, Dubai á, là một là, là, là nói chung là nó nằm ở trong UEA đúng, nhưng mà Dubai không có giàu bằng Qatar, Qatar mạnh hơn rất nhiều, thông tin này dễ nhầm lẫn lắm, nó không những giàu mà nó còn mạnh về nó còn mạnh về về ngoại giao nữa, nó là một quốc gia tầm trung của thế giới. Đó. À, thu nhập bình quân của của người bang Cali là 80.000 đô người năm cao hơn toàn nước Mỹ 60.000 đô gấp 7 lần bình quân chung thế giới còn Việt Nam chỉ bằng 1 phần 4 bình thế giới ủa thằng sau thì thu nhập của mày thì sao đúng không mày đang nói chuyện với tao thì thu nhập của mày nhiêu thu nhập của tao nhiêu còn của bang Cali kệ mẹ nó chứ mày dân tộc thứ số sao mày lấy cái bang Cali ra được đúng chứ à, mình nói về vấn đề thu nhập cá nhân thì mình phải nói cho nó chuẩn đó mình nói cho nó chuẩn kiếm đâu ra bình quân toàn cầu 12.000 bình quân toàn cầu 12.000 nó bị khùng <laughs> bình quân toàn cầu 12.000 nữa chứ nãy anh đọc nhanh quá anh không thấy chỗ đó má bình quân toàn cầu 12.000 thằng thả pháo bị điên Ủa trời sếp đưa ra cái bình chọn khoai thật bình chọn gì em chơi bài ngửa luôn tô phở 50k ở Sài Gòn vẫn là bình dân đó rẻ quá xá ở Mỹ được vậy không họ nói gà 2 đô giờ em em đừng dộn vô đường cùng em Má em dồn vô đường cùng nó chơi tiệc chiêu cuối lấy 1 gà 2 đô đó Khó giỡn đâu nha Mà không có khái niệm gà 2 đô nha Ủa Gà phải 5, 6 đô, 7, 8 đô chứ không có gà 2 đô nha Ở Việt Nam gà 45k 45kg 500k Tẹt ga Ghê vậy Mày nói thì cũng đúng đó chứ không có sai Mày nói không có sai Sài Gòn ngày xưa của ba sọc chỉ bằng 1 10 Sài Gòn ngày nay phải không anh Duy Bằng 1 phần trăm em Chứ bằng 1 10 là thế nào cái chỗ tao ở ngày xưa toàn là ruộng không mà không ai ở hết trơn á trội hết bây giờ nó có ngàn ngôi nhà đẹp anh có tin phản động ở ngoài có hổ báo cáo trồn trên like không anh nếu mà hổ báo cáo trồn thì không có đu càng đâu em nếu mà họ nếu mà hổ báo cáo trồn thì kiểu gì mà giải phóng được sau chống phá nhà nước mà phạt tù có 3 năm gì anh nói chung em hỏi gì sao trả lời tùy cái mức độ mức độ nhẹ hay mức độ nặng gì đó to chốt chịu thôi chứ giờ sao theo anh bản chất của dân tộc Việt Nam là gì vậy anh đồng bào em cháu Di Nguyễn phải đa mạnh bọn ba que mạnh hơn nữa đã đốt thì phải đốt cho đau thôi ông ơi người ta đã khổ quá trời rồi. chừa cho anh ta đường sống đi ông nội nói chuyện dĩ hòa dĩ quý nhẹ nhàng tình cảm yêu thương thôi dồn người ta vô đường cùng làm gì tội nghiệp nơi đất khách quê người lạnh lẽo sống cô đơn tương lai mù mịt nhiều khi còn bị cấm về Việt Nam nữa hôm qua mày nói mày có một tỷ đô đó Duy thôi đừng có ngáo con chị hằng nói phải tao nói nha tao con tỷ đô tao không thèm ngồi đây tao nói chuyện với mày đâu mày tao con tỷ đô là tao mời offline bán vé ra ổ, 5 triệu một vé gặp tỷ phú nói chuyện chứ mày tưởng là tao con tỷ đô tao thèm nói chuyện với mặt móc như mày hả má vừa nghèo mà vừa phản động nữa hợp lý không mấy em anh không thích bi em đứt hả thấy anh toàn đi mệt ôi nói chuyện nó bỏ tiền tỷ ra nó mua xe thì đừng có hỏi nó thích xe nào không <laughs> quan trọng là nó muốn mua xe nào thôi em đã làm gì giúp đỡ được cho nhà bà con nghèo bà con vô gia cư chưa em làm nhiều chứ đóng thuế ngập mặt cho nhà nước nhà nước có cái tiền thuế đó điều tiết cho người nghèo thế thôi còn nếu mày không phục á, thì mày cứ cầm tiền cho trực tiếp người nghèo đó là chuyện của mày nhưng mà mày lấy câu chuyện của mày mà cà khịa tao thì chưa đủ tầm đơn giản vậy thôi nó trốn đu đú trong nhà chứ giúp đỡ ai đâu ủ giờ đang chỉ thị 16 ló đầu ra đường hả con đồn khùng chỉ thị 16 rồi ai đâu yên đó chừng nào lực lượng vũ trang tiến đầu người ta mới ra đường thôi con mày chưa nghe câu hả đúng không đã là người tài năng đó thì nằm ở trong nhà làm việc vạn dặm đó câu đó, nó nói về gia khắc lượng lúc mà lúc mà quan vũ với trương phi không có phục gia khắc lượng đó thì lúc đó là gia khắc lượng lấy kiếm và lấy ấn của lưu bị đập bàn cái đông chỉ đạo bọn nó đánh cái trận gọi là trận đòi bắt giọng đòi, đòi hiểu không xong rồi mấy anh kia nghi ngờ lúc đó là gia khắc lượng ra nói rồi quân sư là ngồi ở trong trướng đúng không chỉ huy quân vạn dặm tụi bay là hai giỏ hai giỏ phu biết cái con khỉ gì nói ta sai sao làm vậy đi còn nói chuyện á thứ nhất á, giờ muốn giúp người á, thì cái điều quan trọng nhất là thứ nhất là có lòng thứ hai là có tầm vậy thì mới giúp hiểu không còn mấy thằng phản động tụi mày múa mỏ tuổi gì cà khịa với anh không? anh cần cái là hai ba xe tải gạo là dư sức chừng nào nhà nước kêu gọi là chắc chắn là sẽ có phần à, anh anh chơi nhà nước không mà mấy em chứ giờ tụi tụi em kêu mà anh chơi theo lời của phản động đó, thì nó hơi khó cho anh nha đó là sự thật các bạn còn các bạn chơi sao tùy các bạn đó là chuyện của tôi 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 chơi ở nhà nước không à chừng nào chủ tịch phường chủ tịch quận vận động kêu gọi á chắc chắn sẽ có phần của tôi